hai quyển này sách tìm kiếm dành cho mấy bạn nhỏ nhỏ này hay lắm nè. Cái này size của A4 nha, khá là nặng. Cái cây này nó mất rồi, mình tự chế thành cái cây này nha. Đó, thì ở đây là mình sẽ dùng cây này, mình xỏ và mình luồn vào trong đây. Và mình sẽ tìm theo cái chủ đề của bên này. Kiểu vậy rất là hay nha. Đó là sẽ có rất là nhiều chủ đề để bé chơi. Sách tìm kiếm mà cái dòng có cái đèn pin chiếu chiếu như vậy rất là ít nè. Rồi quyển này thì hay lắm nha. Quyển này là con vừa chơi vừa học từ vựng được luôn á. Bởi vì là hầm mấy cái trang này nó dễ lắm nè. Nè từ nè. Học từ vựng nó rất là dễ. Nè đó, những cái từ vựng mình tìm trong này là con sẽ nhớ được cái hình ảnh và nhớ được cái chữ luôn. Nè, như ví dụ tìm quả bóng tennis nè, 1, 2 đó, tìm trong này các quả bóng như vậy thì sẽ vừa có hình ảnh vừa có chữ theo những cái ngữ cảnh đó, nên rất là dễ nhớ.